Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại một cái vị trí ngôi nhà thuộc một sẹt của đường Bà Hôm, thuộc phường 13 quận 6 nha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng sẽ review cho cô chú anh chị mình cái vị trí ngôi nhà. Cái hướng này là mình sẽ đi ra vị trí mặt tiền đường của đường Bà Hôm nè. Từ đây nè, từ đây cô chú anh chị mình ra ngoài đó là khoảng cỡ chừng là 60m thôi là mình ra tới cái vị trí mặt tiền đường ha. Thì cái đường này nó có cái độ rộng là 4m đến 5m ha. Có đoạn thì 4m, có đoạn thì 5m nha cô chú anh chị. Và vị trí này cô chú anh chị mình có thể đi xe hơi vào đến tận bên trong nhà của mình cũng được luôn. Đó, thì hôm nay Ngũ Hoàng có một cái vị trí ngôi nhà kết cấu một trệt hai lầu để review cho cô chú anh chị mình. Nhà mình đó, được cái là cái diện tích cực kỳ lớn luôn cô chú anh chị. Ngang 3m, dài 13m và nở hậu là 8m nha. Nở hậu 8m. Đó, nhà mình đi vô trong lên này tí nữa nè, vô vài căn thôi là cô chú anh chị mình sẽ tới cái vị trí ngôi nhà. Khu này là cực kỳ sung luôn. Ở khu này là nhà 3 tấm rất là nhiều nha cô chú anh chị. Nhà đúc bê tông cốt thép 3 tấm rất là nhiều, cực kỳ sung. Và cái con đường này, hẻm này là hẻm thông luôn. Hẻm này cô chú anh chị mình đi thẳng luôn là mình sẽ đi thông ra 242 của đường Bà Hôm nha. Đó, thông ra 242 đường Bà Hôm. Còn ở đây thì mình sẽ đi ra vị trí mặt tiền đường của đường Bà Hôm nè. Ở này thuộc một sẹt của đường Bà Hôm ha. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 13 quận 6 nha. Đó là mình đi vô bên trong đây. Vô bên trong đây thì khoảng cỡ chừng là vài căn là mình sẽ tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Đó, và cái ngôi nhà mà Nguyễn Hoàng sắp review cho chú anh chị mình á, là hiện tại chủ đang gửi cho mình Nguyễn Hoàng để ra bán cái ngôi nhà này á. Đợt trước là chủ kêu với mức giá là 6 tỷ 6, nay chủ giảm 150 triệu, giá chỉ còn có 6 tỷ 450 triệu thôi cô chú anh chị nha. Ngang 3m, chiều dài 8m. Chiều dài ngang 3, dài 13, nở hậu 8 nha. Ngang 3, dài 13, nở hậu 8. Nhà có kết cấu một trệt hai lầu. Ở nhà mới tặng toàn bộ nội thất cho cô chú anh chị mình. Ở vị trí của nhà của mình đây, cái căn trước mặt nè ha. Rất là kiểu mẫu mã rất là mới nha. Và toàn bộ là đều sử dụng là cửa nhôm sinh pha. Cửa sổ cũng là cửa nhôm sinh pha luôn ha. Rồi hệ thống ban công thì inox 304 kính cường lực. Còn mặt tiền ở phía dưới thì sẽ là lớp cửa. Hai lớp cửa, đó là một lớp cửa sắt cổng, cửa cổng bằng sắt ở bên ngoài là bốn cánh. Và bên trong thì sẽ có một lớp cửa nhôm sinh pha bốn cánh nữa. Nhà có kết cấu một trệt hai lầu. Nhà mình là hoàn công đủ nha, hoàn công đủ. Đó thì đường này rộng, đường này thì cô chú anh chị mình đi xe hơi tới tận đây luôn. Và hẻm này hẻm thông, thông nó sẽ thông ra 242 của đường Bà Hôm nha cô chú anh chị. Đó, vị trí ngôi nhà của mình đây ha, tặng toàn bộ nội thất ở bên trong luôn. Và nhà mình thì hiện tại là cái thềm nhà sẽ cao hơn so với lại cái thềm đường là khoảng cỡ chừng là ba tấc nha. Và chủ đang hiện tại đang làm hai cái bậc tân cấp ở đây để mình có thể mình bước lên ha. Thì bậc tân cấp này thì chủ làm bằng đá hoa cương, cực kỳ sạch sẽ luôn cô chú anh chị. Và hẻm này thì cực kỳ thoáng luôn, hàng xóm thì thân thiện ha. Ở đây thì nhà một trệt hai lầu, một trệt ba lầu rất là nhiều. Ở bên tay trái này thì chủ hiện tại là đang làm cái khoảng không gian này để cô chú anh chị mình có thể mình về mình thiết kế mình để khoảng không gian tivi ở đây, khu vực ở đây ha. Tivi mình có thể để ở khu vực ở đây. Đó. Rất là đẹp. Và bên trên là hệ thống đèn nè. Đèn này là đèn pha lê nè cô chú anh chị. Đèn led. Rồi toàn bộ là thiết kế cái hệ thống đèn led âm ở trên luôn nè. Bên này thì chủ sẽ làm cái công tắc ha. Và đặc biệt là ngôi nhà mình là công tắc là cảm ứng nha cô chú anh chị. Cảm ứng là mình nhấn vô ha, mình là cảm ứng theo kiểu đụng vô là nó sáng cô chú anh chị ha. Là mình khỏi cần phải mình sử dụng cái công tắc luôn. Rồi khu vực bên này thì chủ có trang bị là một bộ ghế sofa nè và một bàn để trang bị ở đây ha. Và nhà mình là nở hậu ha, nở hậu kéo dài ra tới đằng sau luôn, là nở hậu ra tới 8m luôn cô chú anh chị. Ở đoạn đầu này thì chỉ có 3m thôi, nhưng mà cô chú anh chị mình chỉ cần bước vô vài bước thôi là nó đã nở ra rồi, nó nở đều luôn, nở từ từ ra xuống đằng sau luôn.
Thì ra tới đoạn này thì khoảng cỡ chừng là 4 mét hơn nè. Một viên gạch 2, 5 viên ha, 5 viên. Đó, 5 viên nha cô chú anh chị. Thì ở đoạn này nó khoảng cỡ chừng là 3 mét rưỡi. 3 mét rưỡi ha, vô bên trong thì nó 4 mét và bên trong nữa thì nó 5 mét. Và cuối cùng là 8 mét cô chú anh chị. Ở thì khu vực ở đây thì chủ có làm hệ thống tủ nè. Ở hệ thống tủ trưng bày ở đây cực kỳ đẹp và lung linh luôn. Đó, có những cái kệ nè. Đó, kệ để đồ nè của chú anh chị. Khu vực này của chú anh chị mình có thể để đồ được cũng thoải mái nè ha. Đó, chủ cũng có làm cái hệ thống đèn led ở bên trong luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Nhà mình thì hiện tại là đúc bê tông cốt thép nha. Cầu thang cũng là cầu thang đúc bê tông cốt thép luôn của chú anh chị. Và đây là hầm tủ bên dưới nè của chú anh chị. Đó, hầm tủ bên dưới, hệ thống tủ. Nhà cực kỳ đẹp và lung linh luôn cô chú anh chị ơi. Phải nói là tuyệt vời. Ở nhà với cái công năng phải nói là quá nhiều luôn. Là công năng của nhà mình đó là nó tới 6 phòng ngủ lận cô chú anh chị ha. Và 4 nhà vệ sinh. Và nhà mình thì cũng có trang bị là toàn bộ là nè, nội thất rất là cao cấp ha. Chẳng hạn như là ở đây là khu vực này là thiết kế là bằng cảm ứng hết. Đó, cảm ứng. Còn khu vực ở dưới bếp nè. Đó, cô chú anh chị mình cũng sẽ thấy là chủ cũng có để lại cho cô chú anh chị mình một cái bộ bàn ghế ăn gồm một bàn và 6 ghế nha. Rồi còn khu vực ở phía trước là khu vực bếp của nhà mình. Đó, thì sẽ có bề mặt bằng đá hoa cương nè. Rồi có bồn rửa chén ở khu vực ở đây luôn. Đó, bồn rửa chén khu vực ở đây. Bề mặt bằng đá hoa cương. Đó, vòi nóng lạnh đều có nha cô chú anh chị. Đó, có những cái cầu dao nè. Đó. Nghe tách tách. Đó, cái này là mình vặn nước nè. Đó, mình sử dụng nè cô chú anh chị. Đó, có cảm nè. Có cảm biến nhiệt độ luôn nè. Đó, rất là hiện đại luôn ha. Đó, khu vực này rất là hiện đại nha cô chú anh chị. Đó, bề mặt thì bằng đá hoa cương. Rồi ốp những cái này là kính cường lực ha. Kính cường lực màu ốp lên trên đây. Ở khu vực kệ thờ ông Táo ở đây. Và bên trên là hệ thống tủ. Ở toàn bộ bên trên là hệ thống tủ nè cô chú anh chị. Và bên dưới cũng vậy luôn. Hệ thống tủ bên dưới nữa nè. Đó, là những cái học nè, học tủ nè. Ở khu vực này. Và đặc biệt là ngôi nhà mình sẽ có một cái phòng ngủ ở dưới trệt này luôn. Để cho cô chú anh chị nào mà mình có muốn sử dụng thì mình sử dụng ở dưới trệt này luôn ha. Rất là tiện nha. Và toilet thì cũng vẫn sẽ trang bị ở dưới đây. Để cho cô chú anh chị mình sử dụng chẳng hạn như đây khu vực này thì trang bị toilet nè, bồn cầu, lavabo, gương soi đều đầy đủ hết ha. Cửa cũng xài là cửa nhôm sinh pha, gạch thì chủ ốp cao ráo đụng lên tới bên trên trần luôn. Và bên tay phải này á, là nó có một cái ống thông gió, cửa sổ thông gió. Khu vực ở đây cũng vậy luôn, cũng có cửa sổ thông gió luôn nha cô chú anh chị. Cực kỳ tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Ở đây thì cô chú anh chị mình có thể để cái máy lọc nước ở đây nè, ở đường ống nè. À, chủ đã thiết kế sẵn rồi. Cô chú anh chị mình có thể mình thiết kế cái máy lọc nước ở đây. Còn cái máy giặt á, thì cô chú anh chị mình sẽ thiết kế ở trên lầu 2 ha. Lầu 2 hoặc là lầu 1 nha cô chú anh chị. Và nhà mình á, nếu cô chú anh chị nào mà mình đang có người lớn tuổi ở nhà á, thì mình lấy cái phòng này để mình cho người lớn tuổi ở nè. Cực kỳ tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Ở đối diện của chú anh chị mình là cái ống thông gió nè. Cái ống thông gió và hiện tại thì chủ cũng đang thiết kế một cái lớp kính ở đây. Lớp kính ở đây nè cô chú anh chị. Lớp kính cường lực ha. Lớp kính cường lực ở đây để lấy cái ánh sáng từ bên ngoài vào. Ở hệ thống đèn nè cô chú anh chị mình thấy đẹp chưa. Hệ thống đèn led âm trần. Cầu thang nhà mình đó là cầu thang đúc bê tông cốt thép nha. Bề mặt thì đi bằng đá hoa cương. Rồi có tay vịn thì bằng gỗ nè. Rồi những cái khung sắt ở đây nè. Rất là chắc chắn ha. Cầu thang thì xoắn theo cùng chiều với lại kim đồng hồ. Xoắn theo cùng chiều kim đồng hồ nha cô chú anh chị. Ở khu vực bếp của nhà mình đây ha. Còn bên tay phải á, là khu vực phòng khách của ngôi nhà mình. Ở nhà cực kỳ mới và đẹp và lung linh luôn cô chú anh chị. Hiện
Hiện tại thì Ngũ Hoàng đang có mặt trên lầu 1 của ngôi nhà mình. Và nhà mình là đúc bê tông cốt thép toàn bộ nha cô chú anh chị ha. Đúc bê tông cốt thép toàn bộ luôn. Nhà mình có hệ thống đèn nè, đèn led cảm ứng nè cô chú anh chị. Đó, đèn led ở dưới cầu thang cảm ứng ha. Mình đi lên bên trên đó là nó sẽ tự sáng luôn. Có cái cảm biến của con người là nó tự sáng luôn cô chú anh chị. Ở khu vực ở đây thì mình có thể để một cái bộ bàn ghế ở đây để mình ngồi mình uống trà ở khu vực ở đây, nó cũng tiện nè. Hoặc là mình làm thêm một phòng ngủ ở đây. Nếu cô chú anh chị mình muốn làm thì mình có thể ngăn vách nhôm ở đây mình làm thêm một phòng. Và khu vực này là một phòng nữa là cô chú anh chị. Ở nhà mình là nở hậu ở đây nè. Ở nở hậu ở đây là cô chú anh chị mình thấy rõ luôn ha. Ở nở hậu từ toilet mà nở hậu qua tới bên này luôn. Rồi chủ có để lại cho cô chú anh chị mình là máy lạnh nha cô chú anh chị. Máy lạnh hiệu Toshiba ha. Là ba cái máy lạnh hiệu Toshiba. Là toàn bộ nội thất trong nhà này là chủ sẽ để lại toàn bộ cho cô chú anh chị mình luôn ha. Ở đây là khu vực toilet của nhà mình. Ở đặc biệt của chú anh chị mình cũng sẽ thấy nè, gương soi thì chủ cũng có thiết kế là hệ thống đèn led âm ở bên trong gương soi luôn. Nếu của chú anh chị nào muốn sử dụng mà về đêm thì mình có thể bật cái đó lên để mình thấy đường hơn ha. Rất là tiện luôn để mình thấy cái khuôn mặt da mặt của mình. Ở cửa này cũng là cửa gỗ nè, còn cửa này là cửa nhôm sinh pha, kính đục ha. Rồi cái lối này là của chú anh chị mình sẽ đi ra phía ngoài. Ra phía ngoài thì sẽ có một phòng ngủ và một cái toilet nữa. Ở nhà mình thì toilet rất là nhiều luôn. Ở mỗi phòng đều có một cái toilet riêng. Ở đây là một toilet này của chú anh chị. Ở toilet thì gương soi rồi chủ cũng có thiết kế sẵn hết này của chú anh chị ha. Cái này mình chỉ cần bật cái công tắc ở đây thôi. Đó là mình nhấn cái nút đèn nè. Ở những cái nút đèn này lên là mình sử dụng thôi ha. Cực kỳ sáng và lung linh luôn của chú anh chị. Nhà mình là đúc bê tông cốt thép toàn bộ nha cô chú anh chị. Ngũ Hoàng xin nhắc lại là nhà mình đúc bê tông cốt thép toàn bộ luôn. Ở nhà mới hoàn toàn đúc bê tông cốt thép. Vào là mình sử dụng ngay. Và phía trước này thì sẽ có một khoảng không gian ban công nhỏ nhỏ phía trước. Hiện tại thì chủ cũng đang thiết kế cái khoảng không gian để cái cây dừa nè, dừa kiển ở đây nè, dừa kiển bên tay trái nè cô chú anh chị. Bên tay phải của Nguyễn Hoàng đây ha. Còn cái khu vực này thì cô chú anh chị mình có thể mở cái cửa này ra để cho nó thoáng cái ngôi nhà cũng được nè, thoáng cái phòng ở phía ngoài này. Còn hoặc đó là cô chú anh chị mình có thể mở cái cửa sổ bên này cũng được ha. Cửa sổ bên này thì mình chỉ cần gật cái này thôi, mình đẩy ra là cực kỳ thoáng rồi, rất là thoáng nha. Phải nói là rất là thoáng luôn cô chú anh chị. Rèm cửa thì chủ cũng đã thiết kế sẵn cho cô chú anh chị mình hết rồi. Đèn cảm ứng nè, hệ thống đèn cảm ứng nè, là bật ở bên ngoài này nè cô chú anh chị. Mình chỉ cần nhấn vô thôi, mình chạm nhẹ vô thôi là nó tự phát sáng ha. Ngôi nhà này hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng đông bắc nha cô chú anh chị, thuộc hướng đông bắc nha. Ngũ Hoàng xin nhắc lại là nhà mình thuộc hướng đông bắc của chú chị nha. Rồi cầu thang này lên bên trên là mình sẽ đi lên lầu 2. Thì bây giờ Ngũ Hoàng sẽ lên lầu 2 để review ở bên trên cho cô chú anh chị mình xem ha. Lầu 2 nha cô chú anh chị. Cái này là cái cảm biến nè cô chú anh chị. Cảm biến nè, cảm biến người di chuyển qua lại của chú chị ha. Ở đây thì cô chú anh chị mình sẽ thấy là một phòng ngủ nè. Khu vực này thì chủ có làm một phòng nữa ha. Bên trên này thì chủ sẽ không có làm cái khoảng không gian toilet và thay vào đó là chủ làm một cái phòng ngủ ở trên đây. Và chủ cũng có thiết kế để máy lạnh cho cô chú anh chị mình luôn, hiệu Toshiba. Bên này thì cái ô kính lấy ánh sáng, còn ô này là ô cửa sổ nè. Rồi còn phòng phía bên này là cũng là phòng phía bên này thì cũng lấy cái này để làm ô cửa sổ nè cô chú anh chị. Có một cái ô cửa sổ ở đây. Có một cái ô cửa sổ bên đây ha. Có rèm cửa sẵn cho cô chú anh chị mình luôn, rèm cửa hai lớp nha cô chú anh chị. Ngũ Hoàng xin nhắc lại là rèm cửa hai lớp ha. Máy lạnh nè cô chú anh chị, máy lạnh hiệu Toshiba. Rồi hướng này thì cô chú anh chị mình sẽ đi thẳng ra là mình sẽ đi ra cái khoảng không gian phòng ngủ phía bên ngoài. Và khu vực này là khu vực toilet của ngôi nhà mình đây. Ở đây có một cái toilet nữa.
toilet thì nằm ở giữa nha. Và nhà mình á là xài nước nóng năng lượng mặt trời nha cô chú anh chị. Nước nóng năng lượng mặt trời ở trên đỉnh ha. Ở trên đỉnh là sẽ có một cái bồn nước và máy nước nóng năng lượng mặt trời. Thì cô chú anh chị mình sẽ thấy hai cái van nè, hai van cấp nè, một van xanh và một van đỏ, là một bên nóng và một bên lạnh ha. Ở đây thì sẽ là lavabo của ngôi nhà mình. Lavabo thì có gương soi nè, rồi vòi sen tắm đồ và nhiều chế độ lắm cô chú anh chị. Đó, như ở đây cô chú anh chị mình sẽ thấy nè, khu vực này là chế độ là vòi xịt nè, cái này cũng vòi xịt nè, còn cái này là vòi sen. Đó, cái này là còn vòi bình thường ở dưới đây ha. Nói chung là rất là nhiều chế độ luôn cô chú anh chị, phải nói là tuyệt vời. Đó, nội thất phải nói là sang trọng luôn cô chú anh chị ơi. Gạch thì chủ ốp cao ráo đụng trần ở bên trên luôn nè. Cửa này thì hiện tại là đang xài là cửa nhôm sinh pha nha, cửa nhôm sinh pha. À, còn khu vực ở đây là một phòng ngủ nữa, và phía trước thì vẫn sẽ là khoảng không gian ban công. À, ban công và một nửa là ban công và một nửa là chủ thiết kế là xây ra phía ngoài một tí luôn để làm cái phòng nó rộng hơn. À, như cô chú anh chị mình cũng sẽ thấy. Và khu vực ở đây thì cô chú anh chị mình sẽ thấy nè, lối này thì rất là thẳng hàng, nhưng mà lối này là từ ở bên đó thì nó nhỏ nha, nó nhỏ cái nó kéo dài ra đây, rất là đều với nhau luôn, nó đi theo cái đường đều luôn. Nhà mình là nở hậu đều luôn cô chú anh chị. À, và nhà nở hậu thì phong thủy rất là tốt ha. Nếu cô chú anh chị nào mà có ưng ý cái ngôi nhà này thì đừng có bỏ qua cái ngôi nhà này nha. Nhà mình ngang 3m và chiều dài là 13m, nở hậu ở đuôi là 8m ha. Kết cấu thì một trệt hai lầu, có tổng cộng là 6 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh. Hiện tại ngôi nhà đang có hướng chánh là thuộc hướng đông bắc. Nhà mình thì có sổ hồng riêng, có giấy chủ quyền hồng, mua bán ký công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn. Hiện tại là chủ đang giảm giá 150 triệu. Đợt trước là chủ kêu với mức giá là 6 tỷ 6, nay giảm 150 triệu còn có 6 tỷ 450 triệu và giá này thì vẫn còn thương lượng nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào có quan tâm cái ngôi nhà này kết nối ngay với Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem, ưng ý gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả ha. Nhà thì nhà mới, nội thất thì cao cấp nha. Toàn bộ là được sử dụng là bằng hệ thống cảm biến nha cô chú anh chị. Và nhà mình á, đặc biệt hơn nữa là chủ có để lại toàn bộ nội thất rồi, tặng cho cô chú anh chị mình là ba cái máy lạnh luôn, hiệu Toshiba. À, máy lạnh mới nha cô chú anh chị ha. À, máy lạnh là chủ trang bị là mới luôn. À, nếu cô chú anh chị nào có quan tâm với ngôi nhà này kết nối ngay với Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem nhà, ưng ý gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả ha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng ha. Rồi Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo. Chúc quý cô chú anh chị mình một ngày làm việc an lành và tốt đẹp nha.